Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái event tuần 3 từ khi ra mắt cái con tướng mới Siki rồi anh em ha. Rồi thì chúng ta cũng đã có thông tin về vị tướng mới đợt này là ai rồi anh em ơi. Thể tạo ra rất là nhiều cái điều bất ngờ dành cho anh em luôn đấy. Rồi ok anh em ơi, không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem thử coi là ai luôn nha anh em. Đây, anh em nhìn thấy ai chưa ạ? Đây anh em ơi, trời ơi, hơi bị đỉnh luôn nha anh em. Rồi anh em ơi, hiện giờ mình đang có nhận cày chiến trường anh em, với cái giá rất là rẻ luôn anh em ơi. Trên level 80 giá khuyến mãi là 4 vòng anh em, chỉ có 30 lúa thôi. Dưới level 80 thì 4 vòng sẽ là 50 lúa. Thì qua tuần sau, tức là vào ngày mai anh em ơi, thì chúng ta sẽ đến với lại cái event. Và chắc chắn là 90% chúng ta sẽ có cái đấu trường 4 trên 4 vòng anh em. Anh em nào mà bận bịu với công việc quá thì có thể liên hệ mình để mà mình là cày nha anh em. Giá rất là rẻ luôn nha anh em, rất là rẻ và cạnh tranh luôn nha. Rồi ok anh em, không ai khác anh em ơi, đó là con Bartolomeo, fan cuồng cứng luôn của băng hải tặc mũ rơm anh em. Đợt này nó không phải ra hệ sinh khí nữa anh em ơi, mà nó ra hệ nhanh nhẹn. Cái con Bartolomeo này anh em thì nó là nhanh nhẹn giống như là nghề là hỗ trợ nha anh em. Lại một con tướng hỗ trợ nữa ra mắt đây anh em ơi. Trời ơi. Rồi con này hỗ trợ thì không biết đánh đấm như thế nào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ skill anh em ha. Nhưng mà trước khi xem bộ skill của con Bartolomeo đó anh em, cái tên chính xác của nó đó anh em, đó là con Bartolomeo Wano nha anh em. Bản Wano nha. Ok. Chúng ta sẽ cùng xem cái kỹ năng và cũng như là chỉ số của nó nha anh em. Chỉ số của nó cơ bản á, nó rơi vào khoảng, đó là tóc của anh em là 1563. Chà, tóc cũng ok ghê chứ bộ anh em, để mình so sánh với lại cái con tướng gần đây nhất, đó là con Aozikuzan. Cao tóc hơn cả con Aozikuzan luôn nha anh em. Cao tóc hơn cả Aozi, cao hơn cả con Shirahoshi luôn nè. Rồi để coi thử coi con Siki coi, Siki thua nhiều luôn nha anh em. Ui tóc con này cao anh em ơi, tóc con này cao vải lúa luôn ấy. Bitmon có 1400 mà nó tới 1500 lận anh em. VV, vậy là nó ngang ngang với lại VV anh em ơi, không cao hơn VV luôn. 1563 VV chỉ có là 1536 thôi anh em ơi. Tốc cực kỳ cao nha. Rồi, nói về chỉ số tiếp theo nữa, đó là chỉ số công anh em ơi, đó là 60.000 anh em. Đó, công này thì nói chung là ở mức trung bình nha anh em. Nhưng mà con Bartolomeo này nó đánh theo gì ta? Thủ anh em. Đọc bộ skill xem thử nha anh em. Thủ nó cơ bản là 3690. Wow! Cao ghê chưa anh em? Con này phải so sánh thủ với lại cái con Jinbe anh em ơi. Jinbe thủ cơ bản nó là 6216, còn Bartolomeo anh em thì thủ của nó là 3690. HP của nó là 1.300.000 anh em. Ui, HP cao vậy? Cao hơn cả con Jinbe luôn nè anh em. Akanu coi. Wow. Cái chỉ số HP cơ bản cao lắm nha anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem bộ skill luôn nha anh em. Nói chung là chỉ số tóc cao nè, HP cao nè, thủ cũng khá là trung bình, cũng khá là cao luôn em, cao hơn mấy con còn lại ha. Rồi vô xem bộ skill là chúng ta sẽ đánh giá được tại sao nó lại cao như vậy luôn nha anh em. Coi thử nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại bộ skill nộ đầu tiên của nó nha anh em ha. Bộ skill đầu tiên của nó. Rồi nộ của con Bartolomeo Wano này thì nó sẽ tấn công 3 kẻ địch có nộ cao nhất nha anh em. Nó sẽ đánh vào những cái con tướng có nộ cao nhất nha. Gây sát thương bằng 1000 thủ anh em. Cái số thủ nhân với lại 1000 nó y chang như là cái nộ của con Jinbe. Y chang nộ con Jinbe luôn anh em. Đây, Jinbe thì khi mà nó đấm á thì nó gây sát thương là bằng thủ nhân cho 800. Trong khi đó cái con Bartolomeo này á, nó gây sát thương là dựa theo là 1000 thủ anh em. Đó, nó cao chỉ số hơn ha. Chưa hết đâu nha anh em. Sát thương tăng thêm dựa theo lượng nộ hiện tại của mục tiêu, tức là mục tiêu nộ càng cao nó sẽ gây sát thương càng nhiều nha anh em. Nên con này nó đánh đầu game rất là tốt luôn em ơi. Tóc cao đánh đầu game rất là tốt luôn nha. Nhưng mà khi mà nộ đầu game á thì nó sẽ gặp trở ngại, đó là đánh trúng vào, không biết là nó có đánh trúng vào con Jinbe hay là không. Mình nghĩ là có anh em, bởi vì con Jinbe nó hút nộ đầu game mà, nên cái nộ của con Bartolomeo này không biết là chúng ta build theo cái đường nào hợp lý đây. Chắc chắn nó đánh thủ như thế này á anh em, thì chắc chắn là anh em phải build đường thủ cho nó rồi. Còn tóc thì có nên build hay không thì phải ra mắt và cũng như đọc các cái bộ skill sau thì chúng ta mới đánh giá được nha. Rồi sau đó tạo hiệu quả bất hoại. Wow, búp bất hoại cho toàn đội duy trì một lượt. Cái bất hoại này giống y chang như là thằng lù đi ca vậy đó anh em.
thằng Lunike nó cũng có bức hoại á. Đây bức hoại anh em, anh em còn nhớ cái bức hoại của thằng Lunike không? Thì nó sẽ búp cũng cho đồng đội có máu có HP thấp nhất luôn anh em. Cái bức hoại thì nó sẽ có cái hiệu ứng cái vòng tròn màu trắng trắng anh em. À, đó là cái bức hoại anh em ha. Duy trì một lượt anh em, khi mà nổ được con Bartolomeo này nó sẽ búp bức hoại được cho toàn đội duy trì một lượt. Bức hoại thì nó sẽ miễn nhiễm hoàn toàn sát thương từ mọi nguồn. Thì khi mà đọc bộ skill này xong rồi, bức hoại được cái thứ rồi anh em, thì mình nghĩ lại đến một cái con tướng có thể khắc chế được anh em ơi. Đó là con Bitmon Tân Niên. Bitmon Tân Niên anh em. Bởi vì Bitmon có thể đánh xuyên được cái bức hoại mà. Khi mà ra cái con Bartolomeo này thì Bitmon mình nghĩ đợt này nó mới chính thức bước vào cái meta của nó anh em ơi. Hay da. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái bộ skill thứ hai nha anh em. Wow, trước mắt là thấy là có búp bức hoại cho toàn team là thấy bá đạo lắm rồi nha anh em. Anh em muốn đánh xuyên được cái bức hoại này, chúng ta phải có con Bitmon nha anh em. Rồi, tới cái skill thứ hai bị động mang tên đó là Hải Tặc Khét Tiếng nha anh em. À, tăng cho bản thân 50% thủ. Wow, tăng 50% thủ giống y chang như là con Jinbe anh em ơi. 30% HP nè, 60% kháng xuyên thủ, 120 tốc, có 50 nộ sẵn luôn, 60% xuyên miễn chống. Wow, ngon ta. 30%. Ủa, cái chí mạng nữa nha anh em. Con này mình nghĩ anh em nên đi y chang như là cái con Jinbe luôn em ơi. Anh em cứ đi gọi là vừa thủ mà vừa có chí mạng và là sát thương chí mạng á. Nó gây ra một cái lượng đam rất là to. Đánh thường, tấn công toàn bộ kẻ địch, gây sát thương là bằng bằng thủ nhân cho 300 anh em. Wow, đánh thường giống y chang Jinbe vậy anh em nhờ. Để coi con Jinbe thì khi mà đánh thường thì nó như thế nào luôn nha. Đây, Jinbe á thì khi mà đánh thường là cũng tấn công toàn bộ kẻ địch, gây sát thương là bằng thủ nhân cho 400. Cái con Bartolomeo này cũng gây sát thương bằng thủ nhưng mà nhân chỉ có 300 thôi nha anh em. Đánh thường thì đam nó bé hơn cái con Jinbe, nhưng mà nộ á thì nó lại to hơn. Sát thương tăng dựa theo nộ hiện tại của mục tiêu, tức là mục tiêu nộ càng cao thì nó sẽ ăn thêm đam càng nhiều và có 50% cơ hội gây thêm cái cho mục tiêu đó là cái hoảng loạn mục tiêu trong hai lượt. Hoảng loạn này có cái nội tại đó là mục tiêu bị hoảng loạn không thể hồi nộ từ mọi nguồn có thể xóa, tức là cái hoảng loạn này không phải là cái ha vũ giống y chang như là con bo với lại bo li liệt với lại cái co bà chị đâu. Hoảng loạn này nó sẽ khiến mục tiêu không hồi nộ thôi. À, rất là bá luôn nha anh em, không hồi đồ để chỉ có đánh thường thôi nha. Rồi ok. Những cái chỉ số này là đã chưa lên Germa nha anh em. Nếu mà lên Germa rồi, bản thân có thể lên đến 100 thủ không ta? 100 thủ không anh em nhờ. Nhiều khi nó bằng với lại con Jinbe luôn đấy. Jinbe là bản thân tăng 100% thủ rồi nè, là có rồi nè. Còn lên Germa thì để coi 150 thủ anh em. Nhiều khi anh em lên được Germa là nó tăng tới 100% thủ luôn nha anh em. Cho con Bartolomeo đây, không phải đơn giản đâu nha anh em, rất là ghê luôn. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với lại bộ kỹ năng tiếp theo nha anh em. Tăng có tăng thủ nè, tăng HP nè, kháng xuyên thủ nè, có tốc nè, có nộ nè, có luôn xuyên miễn chống, có cả chí mạng anh em. Bây giờ việc của anh em build là chỉ build bá đao rau trắng cho nó thôi, chứ build y chang như là con Jinbe anh em nha anh em nha. Ngon. Trời ơi, lại một con đánh theo thủ nữa anh em ơi. Rồi skill tiếp theo đó là Bari no Mi, tức là cái trái tạo khiên trắng của cái con Bartolomeo này đợt này anh em ơi. Đó là bị động đầu trận đấu, tạo hiệu quả phòng hộ cho toàn đội trong 4 lượt lận dữ vậy. Phòng hộ khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn nhiễm sát thương và hiệu ứng kèm theo không cộng dồn. Cái này giống như là búp né rồi đó anh em. Giống y chang như búp né gì đó, cái này búp né giống y chang như là cái con Itachi Tân Xuân ở bên huyền thoại những giả đó anh em. Đây, búp né nha. Wow, nếu mà lên được Germa thì mình nghĩ cái né này nó có thể lên được tới 40 hoặc là 45% búp né cho toàn đội nha anh em. Ồ, ghê vậy ta. Nhưng mà cái này cơ bản nó giống y chang như búp né thôi. Khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn nhiễm sát thương và hiệu ứng kèm theo. Không biết cái búp phòng hộ này á, con Bitmon Tân Niên đợt này nó có đánh xuyên được cái phòng hộ này hay không anh em nhờ. Cái này thì chắc mà ra tướng thì chúng ta mới test được anh em, mới test được cái kỹ năng này thôi. Nói chung là con Bartolomeo này nó vừa công mà nó búp thủ cho toàn đội rất là ghê luôn anh em ơi. Búp hiệu ứng chưa hết là cái nộ đầu tiên, ở đây tí hồi nữa mình nói cái đó sau anh em nha. Đó là cái skill thứ 3 của con Bartolomeo. Tí hồi nữa chúng ta sẽ cùng xem lại coi là cái kỹ năng của con Bartolomeo này nó búp gì được gì cho team nha anh em. Con này hỗ trợ nên là hầu như những cái kỹ năng của nó đều búp cho team cả nha anh em.
Rồi tiếp theo nữa đó là phòng thủ tuyệt đối anh em. Đây là bộ skill thứ tư. Bị động là mỗi khi có tướng địch sử dụng nộ nè, bản thân sẽ tăng là 20% thủ nha anh em. Trời ơi, nộ quá trời, tăng nhiều thủ lắm nha. Rồi và 20% sát thương chí mạng trong 4 lượt. Cái này có thể cộng dồn nha anh em. Cái lượng thủ con Bartolomeo này có thể lên đến là cả hơn 100% luôn ấy. Và sát thương chí mạng nữa nha anh em. Wow, hồi nãy cái bị động nội tại thứ hai nó đông cũng đã tăng là chí mạng rồi, bây giờ nó tăng thêm sát thương chí mạng luôn anh em. Tức là con Bartolomeo này chúng ta bắt buộc anh em phải build giống y chang là con Zinbe anh em, giống y chang Zinbe. Nó đã đánh theo phần trăm thủ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc build chí mạng và sát thương chí mạng cho nó thêm thôi anh em ơi. Toàn đội, rồi tiếp theo nữa là toàn đội tăng 20% kháng xuyên thủ trong 4 lượt, ngon ha anh em. Cái này mà kẻ địch nộ được 6 lần á, tướng địch thôi nha anh em chứ không phải là tướng mình đâu, tướng địch thôi. Tướng địch mà nộ 6 lần thì chúng ta nhân cho 6 lên anh em ơi. 20 nhân cho 6 là 120% thủ nè. 20 nhân cho 6 nữa là bằng 120% sát thương chí mạng. Và toàn đội tăng được tới 120% kháng xuyên thủ duy trì 4 lượt. Cái này chưa có lên Goma. Lên Goma rồi thì chỉ số này nó tăng lên nhiều lắm nha anh em. Rồi đồng thời có 100% cơ hội tạo khiên trắng miễn nhiễm một lượt sát thương. Wow, búp khiên trắng cho toàn đội. Ghê thực sự anh em ơi. Cái này giống như là bộ skill của con Raikage ở bên huyền thoại những giả anh em nhờ. Rồi búp khiên trắng nha anh em. Quá kinh, chiêu nào cũng có búp khiên cả anh em ơi. Rồi miễn nhiễm một lượt sát thương cho bản thân. Ố từ từ, khiên trắng cho bản thân à? Ủa trời ơi, tưởng đồng đội chứ ta. Cái này chỉ có bản thân thôi nha anh em. Phải cái trưởng à, tưởng cho đồng đội thì bá quá rồi anh em ơi. Đọc lại nha. Đồng thời có 100% cơ hội tạo khiên trắng miễn nhiễm một lượt sát thương cho bản thân. Trời ơi, tưởng cho đồng đội chứ anh em. Trong hai lượt thôi, nói chung là cũng có cái skill này cũng gọi là ok rồi anh em ơi. Rồi, cứ tưởng là búp cho nó anh em, ai về nó búp cho đồng đội, vãi trưởng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại bộ skill của con Bartolomeo đợt này thì nó sẽ có những cái gì nha anh em. Rồi, trước kể là nó gây được sát thương dựa theo nộ cái địch. Kẻ địch nộ càng cao thì nó sẽ đánh càng đau. Rồi, nó sẽ gây sát thương giống y chang như là cơ chế giống y chang như là của con Zinbe Wano gì đó. Thủ càng cao thì sát thương càng nhiều anh em. Nó sẽ đánh là dựa theo thủ nè, nhân với lại 1000 anh em, sẽ gây ra được sát thương ha. Rồi sau khi nộ con Bartolomeo này, nó có thể búp được bất hoại cho toàn đội nha anh em. Bất hoại cho toàn đội. Cái bất hoại này Bitmom khoái lắm, bởi vì Bitmom đánh xuyên được cái bất hoại mà anh em. Đó là cái đầu tiên của con Bartolomeo. Rồi tới kỹ năng thứ 2 nha anh em. Đó là con Bartolomeo này nó có thể gây cho kẻ địch hoảng loạn. Thì kẻ địch bị dính hoảng loạn á thì nó sẽ không có nó cấm hồi nộ nè. Nói chung là nó cấm hồi nộ kẻ địch á, rất là tốt ha. Cái kỹ năng cũng như là bộ skill con này thì nói chung là cũng rất là ok. Con này mà tướng hỗ trợ mà đi đường đam luôn, rất là bá đạo luôn nha anh em. Rồi Bartolomeo nó có thể búp thêm một cái lớp phòng hộ cho team nữa anh em. Khi bị tấn công thì có cái phần trăm cơ hội miễn nhiễm sát thương và hiệu ứng kèm theo nữa nha anh em. Ví dụ như là kẻ địch có cái mấy cái hiệu ứng câm lặng hóa đá rồi đó thì nếu mà xóa được, nếu mà dính á thì nó sẽ không có bị kẻ địch đánh vào trong team mình sẽ không có bị nha anh em. Đó, có lớp phòng hộ được cho team luôn, rất là tốt nha. Rồi kỹ năng cuối cùng của con Bartolomeo này á thì nó sẽ búp cho toàn đội kháng xuyên thủ nè anh em, kháng xuyên thủ nha. Và búp cho nó cái khiên cho chính nó luôn anh em ơi, cái khiên trắng cho chính nó luôn anh em. Không biết là cái hiệu ứng của cái con Bartolomeo này ở trong trận đấu nó như thế nào thì chắc tối nay đi thì chúng ta lên trên quay thì mới sau được cho anh em xem cái gameplay của em nó. Và cũng như là ngày mai á thì em nó ra mắt rồi anh em hả, nên là ông nào mà đang có thùng á chuẩn bị săn em nó luôn nha anh em. Theo đánh giá của mình con này búp cực kỳ ngon anh em, nó có thể thay thế được cái con Aozikuzan không ta. Aozikuzan được đó anh em nhờ, nhưng mà con này để ra mắt thử coi như thế nào đã nha. Rồi đó là đánh giá của mình về cái con Bartolomeo đợt này nha anh em. Anh em nào có ý kiến gì về cái con tướng mới đợt này thì hãy comment bên dưới nha. Rồi đó là về con Bartolomeo đợt này nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại game đi anh em ơi. Anh em ráng cố gắng hoàn thành cho xong hết những cái nhiệm vụ và cũng như là những cái event nhỏ lẻ ở trong cái tuần này. Nói chung là tuần này thì anh em xả cũng không có nhiều anh em ha, để chuẩn bị chơi event mới thôi. Đây là ạc mía nông dân anh em, lâu rồi chưa có lóc vào ạc này để cho anh em xem. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào xem thử coi là có cái quà gì ngon anh em.
thư bữa giờ tích quá trời anh em ơi, 1.300. Phá hủy diệt có cả thùng nữa nè, cái này là có cốt luôn nha anh em, ăn cốt quá trời nè. Ôi ôi, nguyên một vàng. Để mình coi coi có cái gì ta. Đây anh em, quà này là quà móc like anh em, móc like xe á, đợt mà chúng ta live stream á anh em, live stream giải đấu á, được á. Ngon. Rồi ăn nguyên một vàng cốt ở dưới này luôn nha anh em, cốt cá tháng 4 nè. Rồi cốt live stream rồi các thứ nè, quà cốt tuần là cốt cá tháng 4 nữa nè. Quà vote Gosu, à đợt này có vote Gosu nữa nha anh em, để chắc là để ngày mai đi mình sẽ ngày mai hoặc ngày mốt đi, mình sẽ hướng dẫn cho anh em vote Gosu anh em. Đợt này quà vote Gosu hơi bị ngon đó nha. Rồi 1.300 thùng rồi anh em, chuyến này là ở bên ạt mía nông dân này là cân được boss tướng mới luôn đó nha, ngon đấy. Rồi vô mở cái đống thùng nó tặng đi anh em ơi. Ồ 50 cốc bia ngon, đang thiếu cốc bia anh em ơi. Chà. Tí hồi nữa lấy thêm pháo anh em ơi. Ba rương trang bị mở luôn. Ui ôi chả ra được cái bộ đồ nghề anh em ơi, chán ghê luôn á. Mình thấy có hai rương kim ba rương kim cương. À hai rương anh em, vô mở luôn nha. 500 kim cương. Rồi có rương hải tặc và rương huyền thoại luôn, mở luôn anh em ơi. Ôi giời, 500 kim cương là tổng cộng là được 1.000 kim cương á anh em. Rồi có ít pháo vô bắn luôn đi anh em. Hạt này thì đang gần 600.000 600.000 kim cương rồi anh em ơi, rất là nhiều ha. Pháo là đang có 190. Chiến này chắc mình sẽ đổi chắc là mình đổi cái bánh lái đi. Cái rương kim cương bây giờ hạt nhiều kim cương quá rồi. Bây giờ chỉ việc đổi bánh lái thôi anh em ơi. Ngày mai có event tướng mới anh em ơi, nên là ông nào mà đang chuẩn bị thùng á thì chuẩn bị thùng để quay tướng mới nha anh em. Tướng mới đợt này mình theo đánh giá cũng khá là ok luôn ấy. Mình đang sợ cái con Siki nè, bây giờ có con búp khiêng nhiều như thế này là không biết là nó có rồi là ui bị thiếu hình thùng ta. Nó có phát huy được tác dụng hay không nữa đây nè. Qua tuần sau thì chắc con Siki không biết là nó có trong phần thông thạo chưa nữa. Tuần này chưa có đâu nha anh em, qua tuần sau hoặc là tuần sau nữa Siki nó mới vào trong phần thông thạo đấy. Rồi ok anh em, thì đó là cái video ngày hôm nay. Anh em nào có đánh giá gì về con Bartolomeo đợt này hãy comment bên dưới nha. Đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình. Ngày mai có event mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Và cũng như là review đánh giá về cái event đợt này, thử coi là nên chơi cái gì luôn nha anh em. Ok, cảm ơn rất nhiều nha.